Người miền Trung keo kiệt. Tôi nghe mấy người bạn miền Nam, miền Bắc nói rằng dân miền Trung thường keo kiệt. Ai lịch sự hơn thì bảo người Trung tính toán, chi tiêu giỏi. Nhưng xin hãy nghĩ lại, bạn nào có dịp ghé miền Trung nhiều sẽ biết rằng nơi đây đúng thật là một vùng đất khắc nghiệt. Mùa nắng thì nắng như thiêu như đốt, nắng nứt đất, nắng không có cây cối nào sống nổi, nắng đến khô người. Mùa mưa thì mưa từ sáng đến tối, mưa suốt ngày suốt đêm, lạnh thấu xương thấu thịt. Mà nếu chỉ vậy thì quả thật cũng còn quá bình thường so với những gì người Trung phải đương đầu. Ở trong Nam, hàng năm có mùa nước nổi, còn ở miền Trung là có mùa nước lụt. Nước nổi thì người ta mừng, chứ còn mỗi lần nước lụt là mỗi lần tang thương. Nước nổi người ta bắt cá bắt tôm, còn nước lụt thì chết gà, chết heo, chết người. Mọi thứ đều trôi theo dòng nước. Mỗi năm người Trung đón vài ba mùa nước lụt. Mấy bạn trong Nam của tôi thật thà nói, mong có bão để mà xem nó thế nào. Bạn biết không, hầu như những cơn bão lớn từ 1, số 2 đến số 10 hầu như đều xảy ra ở miền Trung. Cứ mỗi lần bão quét qua là mỗi lần tan hoang. Căn nhà mới sửa lại từ mùa bão trước vẫn còn chưa kịp quét vôi lại, thì bão lần này đến lại tốc mái bay tôn, sập nhà cây đổ, chết người một đống hoang tàn. Nhưng xin khẳng định rằng người miền Trung chúng tôi rất tiết kiệm chứ không hề keo kiệt. Chúng tôi tiết kiệm để có thể sửa lại căn nhà sau mỗi lần mưa bão, để mua lại tập vở cho con em chúng tôi đến trường, để có thể đương đầu với mọi điều khắc nghiệt nhất mà thiên nhiên luôn chực chờ đổ lên đầu chúng tôi. Tuy vậy, bạn hãy thử một lần đến miền Trung, nhà nghèo nhưng chúng tôi rất tự trọng và mến khách. Chúng tôi chỉ tiết kiệm với bản thân chứ không hề tiết kiệm với bạn bè. Và bấy nhiêu nghịch cảnh ấy cũng không làm người miền Trung chúng tôi nản lòng, vẫn miệt mài và kiên cường đối diện, vượt qua những gì mà chúng tôi phải đương đầu. Mỗi người đều có nỗi niềm riêng, liệu cơm mà gắp mắm.